Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tuệ Nhi Anime. Ở diễn biến tập 97, sau khi đám người Bố La tiến tới khu căn cứ Giang Nam đã liền bị La Phong mai phục và tóm gọn. Sau một hồi Bố La giao thủ với La Phong, liền bị La Phong sử dụng hình thể kim giác cự thú đánh cho một trận khiến hắn ngã gục xuống đất. Ba Ba Tháp lúc này cũng thông báo cho La Phong biết gia tộc Nặc Lam Sơn đang cử một hạm đội với thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong vòng 3 tháng nữa sẽ tiến vào khu vực quỹ đạo của địa cầu. Trở về nhà, La Phong đã dẫn toàn bộ người thân di chuyển tới một căn nhà mới vô cùng to lớn với rất nhiều cận vệ canh gác đảm bảo an toàn cho cả gia đình. La Phong cùng Hồng và Lôi Thần lúc này cũng bắt đầu nghiên cứu đưa ra kế sách để có thể ứng chiến với đám người Nặc Lam Sơn kia. Chuyển cảnh sang trailer tập 98, sau khi thu xếp cho người thân xong xuôi, La Phong cũng quyết định sẽ cùng Hồng và Lôi Thần tranh thủ thời gian đi cầu Long Tinh một chuyến. Bằng không với tốc độ tu luyện hiện tại của ba người thì tới khi hạm đội của Nặc Lam Sơn kia tới, cho dù có rất nhiều cường giả cấp hàng tinh nhưng hiện tại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Cả ba người liền chào tạm biệt mọi người lên phi thuyền Hắc Long di chuyển ra ngoài vũ trụ. Ba Ba Tháp lúc này đã điều khiển con tàu với tốc độ cực nhanh đi qua vô số các hành tinh khiến Hồng và Lôi Thần không khỏi kinh ngạc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi địa cầu di chuyển ra bên ngoài vũ trụ xa xôi như vậy. Lúc này cũng ở trên một phi thuyền, là hạm đội của đám người Nặc Lam Sơn, một tên chỉ huy với thân hình to lớn cũng đang di chuyển thẳng về hướng vị trí của địa cầu. Bên phía La Phong tranh thủ khi phi thuyền di chuyển, cả ba đã tiến vào không gian tu luyện của Vẫn Mặc Tinh. Bằng vào thực lực hiện tại, La Phong đã liền lúc giao thủ với Hồng và Lôi Thần. Cả ba người cứ thế tu luyện và trò chuyện cùng nhau rất sôi nổi. Lúc này La Phong chợt đưa ra một chủ ý là muốn mua căn cứ sinh tồn, để chuẩn bị phương án dự phòng để người dân trên địa cầu có thể ẩn náu nếu cần thiết. Sau khi dùng mũ ý thức tiến vào vũ trụ giả định, ba người bọn họ đã tới gặp một người giao dịch ở đây để tìm mua căn cứ sinh tồn. Sau một hồi tham khảo nhưng vẫn không tìm được căn cứ nào phù hợp, La Phong muốn thiết kế riêng một căn cứ theo sơ đồ của mình. Nhưng giá để xây dựng một căn cứ như vậy quả thực quá đắt đỏ, bọn họ lúc này không đủ ngân sách để có thể chi trả. Lúc này Ba Ba Tháp ở bên cạnh đã đưa ra một chủ ý là bán phi thuyền Hắc Long X81 này cho tên cao thăng lần trước thì sẽ có đủ tiền. Mặc dù La Phong có chút tiếc nuối, nhưng quả thực bây giờ không còn cách nào khác. Lúc này La Phong đã liền liên lạc với cao thăng ngỏ ý bây giờ muốn bán phi thuyền Hắc Long này. Nhận được cuộc gọi và thông tin này từ La Phong, tên này rất vui mừng, không ngờ cuối cùng La Phong cũng chịu bán nó. Sau một hồi trao đổi, hắn cũng liền hẹn gặp La Phong ở Hắc Long Sơn Đế Quốc để giao dịch. Tới đây thì cũng vừa hết trailer tập 98. Và rồi hành trình tiếp theo của La Phong, Hồng và Lôi Thần sẽ như thế nào? Các bạn nhớ đón xem Tuệ Nhi Anime Review ở phần tới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo!